Nếu như những năm trước, 12 hecta đất ở đây bà con ở thôn Liên Rắc, xã Đà Mờ Rông, huyện Đam Rông có thể canh tác lúa nước và đem lại nguồn lương thực cho các gia đình, thì hiện nay hầu như đang bị chết khô. Bỏ cả vốn đầu tư, nhưng cái ăn sắp đến của gia đình anh Liên Hót Hasion cũng như nhiều hộ dân khác hiện xem như mất trắng. Cách mấy tháng đổ lại đây, riêng năm 2016 này, thì bây giờ nó do thời tiết nó thay đổi, nó khô hạn, làm cho gia đình tôi cũng như bà con ở khu vực này cũng như mất mùa, mất trắng. Còn đây là diện tích lúa của gia đình anh Ha Cờ Rai. Nhìn xanh tốt, nhưng thực tế đang bị thiếu nước trầm trọng và nguy cơ mất mùa cũng đang hiện hữu. Nếu không có cơn mưa bất thường. Nếu không có mưa thì mất trắng, không có nước, thiếu nước rồi. Theo thống kê mới nhất của Ủy ban Nhân dân huyện Đam Rông, đến thời điểm này toàn huyện có trên 200 hectare cà phê, gần 100 hectare lúa nước bị ảnh hưởng do hạn hán. Trong đó thiệt hại nặng tập trung ở các xã là Đà Bờ Rông, Đà Tân, Đà Long và xã Đà Rờ Sạc. Sang tháng 3 là bắt đầu cái thời tiết nó diễn biến rất là phức tạp. Vì vậy là cái hạn hán là xảy ra trên địa bàn là rất là căng thẳng. Những cái diện tích mà bà con đã gieo trồng ở các cái khu vực mà có thủy lợi và dọc các cái sông suối thì chúng tôi đã làm tất cả các cái biện pháp là từ bơm tưới, điều hòa thủy lợi, thì những cái diện tích đó thì bây giờ là cũng phát triển được, có nước để cho đảm bảo cho lúa phát triển. Còn một số cái diện tích mà ven các cái suối như cái diện tích này là các năm trước thì bà con canh tác được, tuy nhiên thì đến năm nay là không còn một chút nước nào cả. Vì vậy là các cái diện tích này là năm nay có thể là sẽ mất trắng. Ngoài nỗ lực của ngành chức năng, chính quyền các xã trong việc tuyên truyền vận động bà con nhân dân sử dụng nước tiết kiệm hợp lý, tập trung nạo vét hệ thống kênh mương, thì một khó khăn tại huyện Đam Rông là hầu hết các nguồn nước ở các hồ chứa, sông suối đều cạn kiệt, ảnh hưởng đến công tác chống hạn ở địa phương. Một mặt thì chúng tôi tiếp tục là tham mưu cho ủy ban huyện là tập trung là chỉ đạo là quyết liệt công tác phòng chống hạn. Tuy nhiên là trong cái điều kiện huyện nghèo thì còn rất nhiều khó khăn, đề nghị là ủy ban tỉnh là xem xét và cân đối nguồn kinh phí để là hỗ trợ bổ sung cho huyện để triển khai là công tác phòng chống hạn. Trong đó đặc biệt là nguồn kinh phí là nạo vét một số là các cái hồ đập, hồ và các cái công trình là thủy lợi để phục vụ là tưới cho là diện tích cái là cây công nghiệp và cho lúa vụ đông xuân. Cái thứ hai là hỗ trợ là một phần kinh phí để là huyện là tổ chức là hỗ trợ cho các cái hộ dân trên địa bàn là hỗ trợ là nạo vét giếng để là phục vụ nước sinh hoạt. Ủy ban nhân huyện đã chỉ đạo trung tâm quản lý khai thác công trình công cộng, ủy ban nhân dân các xã tập trung rà soát kiểm tra lại các cái công trình thủy lợi hiện có trên địa bàn, tổ chức nạo vét kênh mương, nạo vét lòng hồ để đảm bảo nguồn nước tưới. Hai là vận động nhân dân sử dụng nguồn nước tiết kiệm có hiệu quả. Ba là tổ chức cho nhân dân chuyển đổi một số cây trồng ít sử dụng nước, như là chuyển từ trồng lúa nước sang trồng ngô và trồng một số loại cây trồng khác ít sử dụng nước tưới cho hơn. Thiệt hại do thiên tai hạn hán là điều không ai mong muốn, nhưng thực tế này đã và đang gây thiệt hại đến sản xuất, nguy cơ mất mùa và cuộc sống của người dân huyện Đam Rông nói riêng và các địa phương trong tỉnh đang hiện hữu trước mắt. Khô cằn thành những bông hoa tươi thắm và càng không dễ để những tâm hồn đồng điệu tìm thấy nhau, cùng nhau sáng tạo và làm ra những tác phẩm tuy giả mà như thật. Khó khăn là thế, nhưng họ tin rằng bằng niềm đam mê và tình yêu chân chính thì đất cũng có thể nở hoa.